của Văn Hậu. Văn Toàn. Goal! Goal vào! Đó là cú đá của Tuấn Tài. Các bạn thân mến, đó là một câu chuyện rất buồn của SEA Games 29. Và bây giờ lúc chúng ta sẽ cùng Tài chia sẻ lại những kỷ niệm mà thực sự là không vui này. Với tư cách là một khán giả hâm mộ ở thời điểm đó, sau trận đấu thầy cũng buồn và cũng có phần trách Tài. Nhưng có lẽ là cảm giác của thầy là một người chuyên nghiệp, người cũng đã từng như Tài, cũng đã từng bỏ lỡ cơ hội như Tài, cũng đã từng nhiều lần bị khán giả phê bình rồi chê trách. Nhưng thầy cảm thấy những gì mà khán giả Việt Nam dành cho Tài ở thời điểm đó nó vượt xa hơn tất cả những gì thầy tưởng tượng. Không hiểu là với cảm nhận của cá nhân em thì em đã trải qua cái SEA Games đó như thế nào? Cảm nhận của cá nhân em là cái lúc mà em đá xong cái trận Indo ấy, thì em đã biết là khán giả đã lên Facebook của mình, là em cũng đọc qua báo thôi, cũng là thấy, cũng biết khán giả là lên Facebook của mình là cũng chửi bới và cũng chỉ trích mình. Nhưng mà lúc đấy thì em đã khóa Facebook. Em vào, em thi đấu SEA Games em khóa Facebook, em không vào Facebook luôn. Nhưng mà cái lúc mà xong trận Thái Lan mà đội bị loại ấy, đội bị loại, thì cái lúc đấy em mới mở lại Facebook thì em mới wow, quá kinh khủng thầy ạ. Tự nhiên tất cả các thứ, mọi thứ nó ập đến với em, là người ta vào Facebook của em, người ta nhắn tin, người ta nguyền rủa, người ta chửi em, người ta vào bình luận lại em, và người ta vào cả Facebook cả chị gái em nữa. Vì lúc đấy trước trận đấu ấy, trong cái ảnh của em ấy là có tang chị gái vào, thì người ta có vào cả Facebook của chị gái, người ta chửi, kiểu người ta kiểu kỳ vọng vào cái lứa ấy, cái lứa SEA Games quá mà bây giờ lại thành tích không tốt. Thế là bây giờ là mình là người thi đấu không tốt là cái mục tiêu của người ta, là người ta nhắm đến để người ta muốn kiểu chỉ trích cho hả dạ. Thế là nên là mình bị ập tới là em không có, nghĩa là gần như là em bị choáng ngợp trước cái sự chỉ trích của cộng đồng mạng ấy. Và về Vinh, nhiều khi em về Vinh là em cũng cảm giác được người ta ra ngoài đường, người ta cũng cảm thấy là người ta cũng kỳ thị em, mà quá kinh khủng thật. Buồn ủ rù, không hề nói chuyện với ai, kể cả em ở Cung Phong cũng không nói chuyện, mặt buồn, không ăn uống cái gì, về thì cả năm đắp chán, năm tự trách dằn vặt bản thân mình. Sau khoảng một ngày được anh em vận động viên thì Tài cũng đã bắt đầu dần dần lấy lại. Họ cứ dọa là về là đón đường đập, rồi là người thì nói là mày về đấy, thì người thì tao chặn đâu kia đâu này đâu khác, là chỗ cái mặt mày là tao đánh đấy. Thì mẹ là cứ sợ, là không phải là sợ là con vì gì, chứ mà sợ là nó ra xã hội thì sợ là cái của người xấu á, thì nó đánh đập con mình, là chỉ là cứ sợ thế thôi. Có nhớ gì một cái kỷ niệm thực sự buồn ở thời điểm đó không? Ra đường đứa trẻ con nó cũng mắng mình, rồi người lớn thì chỉ mặt mình, rồi nó nọ cái kia. Có bao giờ trải qua những cái việc như vậy không? Có đấy thầy ạ. Cái lúc về Vinh, cái lúc vừa mới thi đấu xong rồi về Vinh ấy, kiểu đi ăn sáng hoặc đi cà phê, người ta nhận ra, người ta bảo cái thằng Tài, thằng này đá SEA Games này, mày sao mày ăn tập mà mày đá những quả bóng như vậy? Mày không, nếu mà mày không đá được thì thôi mày nghỉ đi, mày đừng có làm như thế, mày đừng có như thế. Thì
em cũng không biết như nào, buồn vì bởi vì là thực sự là em có muốn như thế đâu. Vào sân thi đấu thì luôn luôn là muốn cố gắng thi đấu tốt để nâng cao thành tích của câu lạc bộ, nâng cao thành tích của đội tuyển, và mình cũng có thể là mình nâng cao thành tích của cá nhân mình, nhưng mà mình thi đấu không tốt thì nhiều người, thì ví dụ có 10 người thì có sẽ 1 đến 2 người người ta hiểu, còn lại thì tất cả là sẽ chỉ trích mình và nhắm đến mình. Có bao giờ mất bình tĩnh, mất kiểm soát mà muốn phản kháng lại, muốn tay đôi cãi cọ với người ta, chuyện như là muốn đánh nhau không? Em không, em chỉ biết là ồ, đấy là cái điều mình còn thiếu sót. Người ta chỉ trích là bởi vì người ta quá kỳ vọng vào mình, người ta quá kỳ vọng vào đội bóng. Thì ok, không vấn đề gì hết, em cũng giữ trong lòng thôi, em cũng không thể hiện ra mặt. Người ta nói như vậy thì em cũng cười đùa, em cũng cười quá qua cái là thôi em đi. Nhưng mà em bảo là người ta đã chỉ trích mình như vậy rồi thì mình sẽ phải cố gắng hơn nữa, tập luyện hơn nữa, để sau này mình sẽ, nếu có cơ hội thì mình sẽ vào tình huống đấy thì mình sẽ không như vậy, mà mình sẽ phải thi đấu cực tốt, mình phải thi đấu thật tốt để xem như khán giả bảo là ơi, ôi đó là một cái tai nạn chứ không phải là cái năng lực của mình chỉ đến như thế. Có bao giờ khóc không? Cái lúc em vừa mới trở về từ SEA Games thì em cũng đã muốn nghỉ bóng đá, trong đầu em cũng muốn nghỉ bóng đá, bởi vì là cái áp lực kinh khủng, nó quá kinh khủng luôn thầy ạ, bởi vì nó ập vào đến với em, mà nhiều khi em đỡ không được ấy. Em với lại là em cứ suy nghĩ em cứ tới thời điểm bây giờ em cái tình huống bỏ lỡ đấy, nhiều khi em lướt Facebook thì em thấy, nhưng mà còn em chưa vào YouTube để xem lại cái tình huống đấy. Chưa bao giờ. Chỉ nhiều khi em lướt Facebook, thế là thấy cái tình huống đấy thì em lướt vội qua nhanh, em cảm giác em bị sợ, em không dám xem cái tình huống đấy. Thì em cũng chán nản, thì lúc đấy có huấn luyện viên Đức Thắng, thì cũng lúc đấy là người thân thuộc nhất với em ở câu lạc bộ, thì cũng gọi em vào phòng, thì cũng bảo là chia sẻ với em, động viên em nhiều lắm. Thì lúc đấy thì anh quan tâm em, nhưng mà trong cái đầu mình là mình không thể tập trung được thầy ạ, mình không thể tập trung là mình tập trung đá bóng được, bởi vì là mình quá buồn, mình quá thất vọng về mình. Và em phải mất, đúng ra thì em phải mất cái khoảng thời gian mà em định hình lại được, và em muốn cái lúc mà em bị xong, em bị sao nhãng, em cái đầu óc mà không muốn tập luyện hay gì, ra sân tập luyện là chỉ như cảm giác là đối phó thôi, chỉ là cảm giác là vì là mình mất cái cảm hứng đá bóng ấy thầy, mình không có cái, mình không muốn cái khả năng cống hiến đó. Thế em phải mất từ 1 đến 2 năm để em thay đổi cái suy nghĩ, và em bảo là thôi thì chuyện đã qua rồi, mình đã đến đây rồi, mình đã đến 21, 22 tuổi rồi thì mình không có lý do gì mình phải bỏ. Mình phải thế này, là hàng ngày mình tập luyện, mình cố gắng duy trì phong độ và chờ đợi cơ hội để mình được ra sân thi đấu ở đội bóng Sông Lam. Và sau SEA Games thì khoảng bao nhiêu lâu sau thì em cảm nhận được cái con người mình trở lại với phong độ, với sự tự tin và với cảm hứng chơi bóng? Khoảng 2 năm thôi. 2 năm sau. Khoảng 2 năm, bởi vì lúc đấy là ở câu lạc bộ em vẫn đang là một cầu thủ trẻ. Chưa có cơ hội vào sân thi đấu nhiều. Với vị trí tiền đạo ở câu lạc bộ Sông Lam thì luôn luôn là hai tay. Và em có thỉnh thoảng em được vào sân thôi. Thì lúc đấy thì cảm giác mình thi đấu ít và mình bị mình bị dồn ép, là mình bị người hâm mộ chỉ trích, và hàng ngày luôn luôn có người, đến tận bây giờ vẫn có người vào tận Facebook em để nói em là trong thời gian qua thì em có thi đấu ở câu lạc bộ Sông Lam thì em có thi đấu tốt, nhưng mà nhiều khi người ta nhìn vào, bởi vì người ta thấy cái ấn tượng ban đầu là cái thằng này nó đá SEA Games như thế thì bây giờ thì cũng chỉ đến như thế thôi, không người ta chỉ quan tâm cái trước, người ta không thấy được cái nỗ lực của mình, ghi nhận cái sự cố gắng của em trong những năm vừa qua, đúng không? Có nhớ về cái khoảnh khắc mà sau cái thời gian tồi tệ đó mà mình có được một cái bàn thắng hay có một cái niềm vui nào đó để mình có thể quên đi toàn bộ những cái chuyện cũ? Quên đi được cái chuyện cũ thì mẹ em là người
Mẹ em là người em về tới nhà em ủ rũ buồn rẫu lắm, nhưng mà mẹ em thấy thì mẹ em khóc. Mẹ em khóc nhiều lắm, mẹ em thấy con trai mình tự nhiên đang là một kiểu một chàng trai kiểu hiếu động, linh hoạt, hoạt ngôn các thứ, nhưng mà tự nhiên sao lại tự nhiên đi tham gia một cái giải đấu về mà tự nhiên lại ủ rũ về không muốn làm một cái gì. Và ngoài thời gian tập ở câu lạc bộ thì tập buổi chiều, còn lại thì cứ về nhà cứ nằm qua ngày này qua ngày khác cứ nằm, chả muốn làm gì. Thì mẹ buồn, mẹ khóc, thì lúc đấy em nhìn vào mẹ thì em thấy mẹ buồn. Thì mình lúc đấy em đang còn ít tuổi quá ấy, em cũng chưa suy nghĩ được, em cũng chưa suy nghĩ được là mẹ buồn như thế thì mình phải cố gắng. Nhưng mà sau khoảng một thời gian thì lúc mà em có được suy nghĩ tốt hơn, em có thêm tuổi thì em sẽ suy nghĩ được nhiều hơn, thì em biết là mình cứ như vậy thì không được, thế nên là mình phải thay đổi để thích nghi. Em có dự định là đến bao giờ em sẽ ngồi lại em xem lại toàn bộ tất cả các trận đấu ở SEA Games đó không? Trận đấu với Indonesia, trận đấu với Thái Lan. Em có nghĩ là có lúc nào đó mình sẽ ngồi mình xem lại từng chi tiết một, từng tình huống một, từng pha bóng một mình bỏ lỡ? Em vẫn chưa nghĩ đến cái những cái tình huống như vậy. Em nghĩ là sau này có khi nghỉ bóng đá em mới xem lại cái tình huống đấy, những trận hai trận đấu đấy. Nhưng thầy nghĩ rằng là mọi thứ nó đã qua rồi và em cũng đã vượt được qua cái thời khắc khó khăn nhất rồi, mọi thứ có thể nói là tồi tệ nhất với mình đã trải qua rồi, thì mình không còn sợ cái điều gì nữa cả. Để tiếp tục theo dõi những video chất lượng đến từ kênh Đặng Phương Nào Official thì xin mời quý vị và các bạn hãy subscribe nút ở bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóng đá, những câu chuyện hậu trường, những màn phân tích về mặt chuyên môn và những lát cắt sâu về mặt chuyên môn của cá nhân Phương Nam cùng với những vị khách mời.